Từ năm 2008, James Atwood, một du khách người Anh đã thực hiện cuộc hành trình tới 196 quốc gia như Australia, Iraq, San Marino và Serbia. Mục tiêu mà James đặt ra là ghé thăm mọi đất nước trên thế giới trước năm 25 tuổi. Tổng chi phí ước tính cho cả chuyến đi là khoảng 125.000 bảng Anh và James vẫn phải làm thêm trong quán bar nhà hàng tại những nơi anh đi qua để kiếm tiền. Theo anh James, lần lưu lại lâu nhất của anh là nửa năm ở châu Phi. Trong chuyến đi của mình, ngoài đi thăm những danh lam thắng cảnh đẹp, James Aquit còn được trải nghiệm những trò chơi thú vị. Anh cũng cho biết, chuyến đi qua những vùng miền khác nhau giúp anh có cái nhìn sâu sắc về con người và thế giới. Sau khi kết thúc chuyến đi kéo dài 5 năm, James cho biết niềm đam mê du lịch bất tận của anh vẫn chưa được thỏa mãn và anh dự định khám phá hết những miền đất còn lại trên thế giới.